Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 35 sách giáo khoa trang 122. Điền vào các ô trống trong bảng biết rằng hai đường tròn tâm O bán kính R và O phẩy bán kính R nhỏ có OO phẩy bằng D và R lớn lớn hơn R nhỏ. Thế thì với bài 35 này muốn điền được bảng, ở đây chúng ta có 3 cột. Cột thứ nhất là vị trí tương đối của hai đường tròn. Hai là cột thứ hai là số điểm chung và cột thứ ba là hệ thức giữa D, R lớn và R nhỏ. Thế thì các bạn hãy sử dụng bảng vị trí tương đối của hai đường tròn trang 121 ở bên này. Trang 121 ở bên này thì các bạn có thể trả lời được cái bảng của bài tập số 35. Đây ạ. Thế thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng làm lời giải chi tiết của bài tập 35 bằng cách điền trực tiếp vào bảng như sau. Vậy bây giờ ta sẽ có lời giải chi tiết của bài tập 35 như sau. Đường tròn dòng thứ nhất, đường tròn tâm O bán kính R đựng đường tròn tâm O phẩy bán kính R nhỏ thì chắc chắn số điểm chung ở đây là 0 và ta có D nhỏ hơn R lớn trừ đi R nhỏ. Tiếp đến dòng thứ hai thì ta lại có hệ thức giữa D R lớn. Ở dòng thứ hai ta lại có D lớn hơn R lớn cộng với R nhỏ. Thì ta sẽ có, nếu D mà lớn hơn R lớn cộng với R nhỏ thì ta có số điểm chung là 0 và hai đường tròn này ở ngoài nhau. Đến dòng thứ 3, hai đường tròn tiếp xúc nhau thì số điểm chung sẽ là 1 và hệ thức liên hệ giữa D, R lớn và R nhỏ sẽ là D bằng R lớn cộng R nhỏ. Đến dòng thứ 4, D bằng R lớn trừ đi R nhỏ thì đây gọi là hai đường tròn tiếp xúc trong và số điểm chung là 1. Đến dòng cuối cùng, khi có số điểm chung là 2 thì hai đường tròn này cắt nhau thì ở đây D sẽ là lớn hơn R lớn trừ R nhỏ và nhỏ hơn R lớn cộng R nhỏ, giống như bất đẳng thức tam giác vậy. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập 35 sách giáo khoa trang 122.